Sửa đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng mẫu giường trơn được làm từ chất liệu là gỗ hương đá 100% là gỗ tự nhiên. Sản phẩm này do xưởng nhà em sản xuất, nó không phải giống như các hàng chợ trên thị trường là thường là hàng ép, hàng đóng hộp hay là hàng gỗ công nghiệp. Trên màn hình các bác đang xem đây là mẫu giường trơn hay còn gọi là mẫu giường chữ X, hoặc là các bác có thể tham khảo thêm những cái sản phẩm của xưởng trên website là xưởngdogogiagoc.com. Quay lại với hai chiếc giường này, xưởng nhà em làm hàng đặt theo yêu cầu của anh Điền ở Lạng Giang, Bắc Giang, và anh đã đặt với hạ xưởng là hai chiếc giường kích cỡ là 2m x 2m2, rất là to. Đây là giường đại được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, một loại gỗ quý có giá trị kinh tế cực kỳ cao. Gỗ hương đá là gỗ thuộc nhóm 1A nên là chất gỗ là cứng và vân gỗ là rất là đẹp. Trên màn hình các bác đang xem là em giới thiệu là hai mẫu chữ giường. Hai mẫu giường này đều gọi là mẫu giường chữ X, một cái là vai thẳng, hai là cái một cái là vai cong, vai vòng lên. Và toàn bộ phần thang giát này sửa nhà em là hàng đóng thang nhá, xẻ các cái thanh ra đóng thành một phản. Và chất liệu là gỗ hương đá 100% là gỗ tự nhiên, không hề pha tạp gỗ khác kém chất lượng. Và phần chi tiết lắp ráp thì xưởng em có quay video ở trong phần nội dung bài viết, nếu các bác nào quan tâm có thể xem kỹ hơn trên website là xưởngdogogiagoc.com. Trên đó xưởng em có đăng tải rất đầy đủ đó tham khảo. Và đây là cái mẫu giường trơn, thì là cái phần vách tựa này, vách tựa lưng này xưởng em để trơn đấy, để trơn này, chơi vân lựa vân rất là đẹp. Và vai giường đây rất là dày, và đặc biệt là cái phần trụ này nhà em là liền với cả chân nha các bác. Các bác lưu ý là cái phần trụ này sửa nhà em nào liền với chân nên là giường rất là vững chắc. Đó là thành giường, thành giường nhà em sẽ rất là dày. Cái thông số kỹ thuật chi tiết thì các bác lên đến trực tiếp xưởng để tham khảo. Ở khi xưởng chia sẻ thì sẽ có rất nhiều đơn vị sẽ lấy thông số làm để chi tiết hơn, thì các bác cứ lên đến trực tiếp cơ sở nhà em xem. Đấy. Phần đuôi giường này nhà em cũng là để trơn nhá. Mẫu giường này đục rất là sang trọng và đẳng cấp. Nếu bác là yêu quý những cái dòng gỗ tự nhiên, cái dòng hàng cao cấp, thì các bác nên tham khảo những cái mẫu giường đặc biệt như này. Và nếu mà các bác thích hàng đục trang trí hoa văn một chút thì các bác có thể tham khảo thêm. Đây là mẫu thứ hai, mẫu giường hoa lá tây đục rất là đẹp. Đấy, các bác để tham khảo. Và trên màn hình các bác cũng đang thấy đây là mẫu giường này là được làm từ chất liệu gỗ hương đá 100% là gỗ hương đá, và kích thước chiều rộng là 2m và chiều dài là 2m2. Giường rất là to. Đây là cái phần tựa lưng này, hay gọi là phần đầu giường. Đấy, đục kiểu hoa lá tây tân cổ điển rất là đẹp. Đó. Và chất liệu là gỗ hương đá như em giới thiệu ban đầu, toàn bộ là chất liệu là gỗ hương đá, và thang giát là giát phản hết. Và cái phần đầu giường này thì nhà em luôn luôn làm liền khối với chân. Đó. Liền từ trên đến xuống dưới nên các bác yên tâm khi sử dụng là vững chãi chắc chắn luôn. Và sản phẩm này nhà em là làm mộng mang cá, càng gõ xuống nó càng chặt, không bắt vít, không sử dụng đinh. Đấy, các bác tham khảo những cái sản phẩm hàng đồ thủ công này thì làm nó khác biệt rất nhiều so với cả những hàng chợ, hàng tự do trên thị trường, hàng gỗ ép, hàng vơ liêng thì giá nó sẽ rẻ hơn và chất lượng nó sẽ kém hơn rất nhiều. Bởi đồng tiền đi liền với chất lượng. Nếu bác là quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với cả xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia để tham khảo chi tiết hơn về những cái sản phẩm xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia sản xuất. Đó. Đấy, đây là tổng thể chiếc giường 2m x 2m2 được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, anh chị em tham khảo. Đó.
Nếu mà bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với cả xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia theo số hotline đang hiện trên màn hình. Xưởng em sẽ tư vấn chi tiết. Xưởng xin cảm ơn quý khách hàng đang xem video của xưởng. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại.